Rồi, xin chào anh em và các bạn ha. Hôm nay cửa hàng Hồng vừa mới về được một chiếc Suzuki GD110. Hồng liền lên sóng cho anh em đường xa xem anh em nào đang tìm hiểu về dòng xe này thì ghé bên Hồng tham khảo nha. Hồng giới thiệu sơ qua, chiếc xe này là được đăng ký năm 2018, biển số Sài Gòn nha anh em. Con này thì máy móc là cam kết anh em là nguyên zin 100% nha. Những cái dòng xe mà như GD110 này thì máy móc nó rất là tốt, nó khỏe, mà máy móc rất là bền luôn, cho nên là không thường là không ai đụng vô tới máy móc cái xe con này hết đó. Rồi, hiện tại là số km đã chạy là được 11.000 cây nha anh em, 11.000 km nha. Xe 2018 là 11.000 km là quá trên nha anh em. Với lại cái bảng màu này á, nó cũng trên thị trường nó cũng rất là hiếm luôn nha anh em. Đây là cho anh em coi nè, sơ qua xe nè. Cái yên này là được chủ xe bọc lại rồi nha anh em. Xi nhan sau nè được thay thế bằng cái xi nhan này nè, nó đỡ gãy nè. Cái xi nhan zin nó dễ gãy lắm. Rồi, đây là xe này là được chủ xe nâng cấp cái cặp bánh to hơn rồi nè. Tại vì Su GD cái lớp nó nhỏ lắm, bánh nó nhỏ, nâng cấp cái lớp nó to lên, bánh nó to hơn là cho xe nó hầm hố hơn nha anh em. Rồi bao tay nè được thay thế rồi nè, rồi gù cũng được thay thế luôn nè. Xe này là đầy đủ hai chìa khóa luôn nha anh em. Xe này hiện tại là đang bán với giá 2x triệu nha anh em, 2x rất là nhỏ luôn nha, tùy vào độ nhiệt tình hay là nhanh gọn của anh em thôi. Thì anh em nào quan tâm chiếc này thì có thể liên hệ cái cửa hàng của Hồng tại 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp, hoặc là em inbox trực tiếp vào fanpage là MT Motorcycle. Anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Hồng ha, 0898686337. Rồi, Hồng sẽ tư vấn cho anh em về thủ tục cũng như giá cả, rồi anh em muốn biết thêm thông tin chi tiết gì về xe thì cứ mạnh dạn lên móc cho bên mình nha. Rồi, mua xe bên Hồng á là cam kết với anh em luôn là được bảo hành cho anh em trải nghiệm, anh em hỗ trợ cho anh em là thay nhớt miễn phí nè, lần đầu tiên nha, hỗ trợ ship xe tận nơi cho anh em ở các tỉnh xa. Rồi mình hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho các anh em mà về sang tên ở tỉnh ha. Rồi mình có tặng thêm cho anh em một món quà tùy anh em lựa chọn nha. Rồi mình là có hỗ trợ những cái cứu hộ xung quanh khu vực Hồ Chí Minh thôi nha anh em, trong khu vực Hồ Chí Minh nha. Rồi bên mình có hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng hoặc là ngân hàng. Anh em nào mà có nhu cầu mà chi phí vẫn còn hạn hẹp thì có thể làm thẻ tín dụng rồi qua bên Hồng hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng nha, hoặc là trả góp qua ngân hàng á, thì bên Hồng thì hiện tại vừa mới liên kết được với một số ngân hàng này, cho nên bắt những cái ngân hàng này nè, cái tiêu chuẩn của người ta bắt buộc là phải có hợp đồng lao động nha anh em. Ngoài ra nếu anh em muốn trợ góp đơn giản hơn thì có thể là trợ góp qua thẻ tín dụng. Rồi anh em Hồng xin nhắc lại một lần nữa là địa chỉ của cửa hàng Hồng hiện tại là đang ở 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha. Anh em có thể đến xem xe trực tiếp hoặc là inbox trực tiếp qua fanpage của Hồng là MT Motorcycle, hoặc là điện thoại cho Hồng với số điện thoại là 0898686337. Mà xe này đang được chào bán với giá là 2x nha anh em, x rất là nhỏ luôn nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những video xe tiếp theo nha.